Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Lại là Moto Văn Nga 79 chuyên mua bán Moto phân khối lớn đã qua sử dụng nha mọi người. Chắc anh em cũng vài tuần nay mình làm YouTube, chắc quý khách hàng anh em bạn bè theo dõi chắc cũng đã biết. Xưa kia cũng bán trên diễn đàn với làm diễn đàn hội để chơi với anh em nhiều à. Nhưng hôm nay thời gian gần đây làm thêm cái YouTube cho nó rộng rãi, cho mọi người tiện quan tâm và theo dõi thêm. Hôm nay cửa hàng mới về thêm một em CB, một chiếc CB 400 phiên bản đặc biệt 2015. Thì để nói luôn, vừa rồi cũng về dòng series CB 400, vừa rồi về một chiếc rất là đẹp 2018 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm. Đi mới có 480 cây thôi. Và chiếc xe đó gần như là đẹp nhất Việt Nam. Vừa rồi chiếc xe qua sử dụng là đẹp nhất Việt Nam. Chứ mình không nói xe mới nha. Xe mới thì cũng không còn đâu, nhưng mà không bị với xe mới được. Mình chỉ đăng lên chỉ chắc cỡ khoảng một buổi thôi là chiếc xe đã được giao dịch. Thì dòng CB nó là quyền thoại rồi, mà săn những chiếc xe đẹp như vậy á thì nó rất là khó, mà nó có duyên mới có khi mới mua được những cái xe đó. Và anh chủ cũng đã rất có duyên mới nhanh lẹ mua được con xe đó. Xong rồi mấy ngày nay là gần như rằng là ai cũng tìm những con xe đó mua và đang rất là tiếc. Thì mình đã nói chiếc CB bản kỷ niệm vừa rồi trong YouTube chắc cũng có, nếu anh em đã quan tâm theo dõi vừa rồi chắc có khi cũng thấy. Thì hôm nay mình mới về thêm một chiếc để mình review qua cho quý khách hàng nào yêu mô tô phân khối lớn và đặc biệt dòng CB 400 để tiện theo dõi quan tâm thử chiếc này nó có xứng đáng như thế nào để mình quan tâm mua một chiếc xe để chơi Tết hoặc là trải nghiệm những vùng miền Việt Nam mình nha mọi người. Đây em ghi qua bên đây cái đây. Mình nói luôn, CB 400 thì nó có rất là nhiều dòng và nhiều đời, mỗi năm nó ra nó tương đối năm nào cũng có ra xe mới. Thì mỗi năm nó ra như 2015 này nè, nó ra có hai phiên bản chuẩn và phiên bản đặc biệt. Năm 2015, chiếc này là phiên bản đặc biệt. Đặc biệt là sao? Mình phân tích cái mình chỉ mấy điểm nó đặc biệt của Honda. Đây, ở bản chuẩn thì nó không phải có mâm màu vàng hợp kim này nha mọi người. Đó, này nó khác nhau một tí, màu vàng hợp kim. Đó, bản này là hiển nhiên là bản đặc biệt, là hiển nhiên là có thắng ABS rồi. Đây, thắng ABS. Mâm khác nha, mâm màu vàng hợp kim, nhìn bên ngoài đẹp hơn ở bên trong ghi hình nha mọi người. Mình có chụp hình và mình có thử rồi, ở bên ngoài nhìn đẹp hơn bên trong khi mà chụp hình. Đó là một điểm khác biệt thứ nhất. Điểm khác biệt thứ hai là trên cái đầu máy, nắp chụp đầu máy cũng là màu vàng hợp kim để cho nó khác biệt, nó phân biệt giữa bản chuẩn và bản đặc biệt của dòng CB Nhật Bản sản xuất. Ra nó có phiên bản chuẩn và phiên bản đặc biệt. Thì chiếc này phiên bản đặc biệt khác nhau. Tiếp theo một cái tông màu ngay chỗ đầu. Và khác biệt thứ ba nữa là cặp phuộc này màu đỏ Suwa, màu đỏ lò xo, màu đỏ nha, phuộc Suwa màu đỏ, gấp màu đen luôn. Nước sơn của chiếc xe này là màu đỏ đen. Đen này là đen hợp kim, nó kim tuyến nhiều lắm. Đây, hai cái nước sơn nó màu rất là kim tuyến. Đen nhưng mà không có đen lắm. Đen không có đen lắm. Xe này thì được anh chủ ảnh trang bị thêm cái chống đứng xịn. Chống đứng này cũng rơi vào 4 triệu đến 5 triệu, cỡ 4 triệu. Vậy thôi chứ cũng không có trang bị màu mè gì nhiều đâu. Đó. Đây.
đời này 2015 và 2016 thì nó chưa trang bị đèn đèn led bi nha mọi người. Nhiều khi nghĩ phiên bản đặc biệt nó led bi, không phải, nó chưa được led bi. Chiếc này được odo 13.800 km. Cặp chìa khóa còn mới tinh nha, cặp chìa khóa còn mới tinh luôn. Đó, thắng ABS có báo trên này luôn nè. Đó, thắng ABS. Mọi cái chiếc xe sử dụng tương đối là thấp chứ không có nhiều. Một chiếc xe xịn, chiếc CB400 mà sử dụng 13.800 km là không có nhiều nha mọi người. Đó, dùng đó, mình nổ máy cho anh em xem. Nói tới CB thì động cơ nổ khi đề ba nổ máy lên là rất là dễ thương, êm lắm đó. Em ghi chỗ này tiếng nổ tiếng bô cho mọi người xem. Chiếc xe được sử dụng ít và chủ chăm sóc rất là kỹ nên nó đẹp từng chi tiết, không đâm đụng không té ngã nha mọi người, không đâm đụng không té ngã. Xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch 2015, đúng chủ đứng tên mua bán, công chứng sang tên toàn quốc, không có nó lâu gì hết, không có lăng tăng gì hết. Ở cửa hàng mình bán ra là cam kết đúng về mọi thứ như vậy. Nhìn một chiếc xe đó. Một chiếc xe này mà Tết mà đậu trong nhà cũng sang nhà lắm á. Và đi chơi này, chụp hình được cũng đẹp và đi rất là êm. Người chạy cũng êm nè, cái yên ngồi rất là thoải mái, người ngồi sau cũng rất là thoải mái. Đối với dòng CB thì quá nổi tiếng rồi. Mình ghi lên đây để cho mọi người xem, để cho có cái thông tin của chiếc xe. Như vậy bán cho chắc ai quan tâm đến CB cũng hiểu về em nó rất là nhiều rồi. À, đó, nó ổn định rồi, mình lên ga nó tròn tiếng hay lắm. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em nha mọi người. Mua bán công chứng sang tên đều nhanh lẹ hết. Em ghi vô cái mâm đằng sau mình ghi nó sẽ rõ hơn. Đó, gấp màu đen, mâm màu vàng hợp kim, vàng đồng hợp kim. Nó vàng không phải vàng ngay đâu, vàng sơn này nó chất xe lắm. Mình bán dòng xe CB này cũng tương đối nhiều, và chỉ bán những chiếc xe chất lượng nha. Xe mà đâm đụng té ngã rồi những xe lỗi là gần như là cửa hàng không có mua vào đâu, không có giao dịch đâu. Nên là mấy chiếc xe mà đẹp như cỡ này á, quý khách hàng anh em bạn bè mà có quan tâm thật sự mà muốn mua, nên nếu mà ý thật sự thì nên quyết định sớm, chứ những chiếc xe này thường bán rất là nhanh. Đó là mình nói rất là chân tình, chứ không phải là anh này bán xe anh này nói như vậy không đúng. Thật sự những chiếc xe này giao dịch rất là nhanh, như chiếc xe 2018 vừa rồi cũng vậy, giao dịch rất là nhanh và anh em đặt xe rất là nhiều. Hôm nay mình mới ghi hình nhưng mà có khi chừng ngày hai ngày là chiếc xe này có khi là cũng là giao dịch. Đây, chiếc xe nha mọi người, không đâm đụng không té ngã gì hết. Nó thường hay té ngã cái gì là mấy cái này á, hiển nhiên mấy cái này là thay được nha mọi người, nhưng mà chiếc xe này cái này zin hết, không có
cái gì mà dấu tích của té đổ ngã gì hết. Khi mình mua một chiếc xe lớn tiền mà để về chơi, cái quan tâm là giấy tờ có sang tên được hay không, xe có đâm đụng té ngã hay không, máy móc trong tình trạng thế nào, rồi làm sao ta, chiếc xe nó được chất lượng, nó còn được bao nhiêu. Thì khi mình đánh giá mình test như vậy đó thì nó hoàn toàn là đúng. Thì mình cũng nói rõ luôn á, là những chiếc xe như vậy á, để đánh giá mà phần trăm á, thì nhiều khi chúng ta phải đánh giá nó cũng mập mờ lắm. Nhưng mà mình quán cửa hàng mà nói, chiếc xe như vậy á, nó rất là chất lượng, nó nằm đạt cái chất lượng nó rơi vào cỡ 80% đấy, cái khoảng đó thôi nha. Chiếc xe nó đạt đến mức nó như vậy đó. Nên anh em nào mà vừa rồi có giục chiếc kia mà tiếc á, cũng có nhiều người lắm á tiếc á, thì hãy quan tâm em này xem thử nha. Chứ khoảng 215 mà khoảng đặc biệt nó cũng không có nhiều, chắc chắn nó không có nhiều. Mà dòng CB mà xe sang tên hải quan đó, thị trường Việt Nam mình nó cũng không có nhiều lắm đâu. So với những xe khác thì CB nó không có nhiều lắm. Rồi biết nói gì nữa ta. Mình cũng bán xe thôi, không có chuyên review cái gì hết, nên nó không chuyên nghiệp, nên nói lắm lúc nó không có tròn, nó không có được hay được đẹp đâu. Nên mọi người cứ quan tâm những gì mình nói đúng hoặc như thế nào đó thôi. Thì mình cũng đã trình bày, bỏ cái đó nha, mấy cái đó bỏ. Lắm ngóng cho mọi người nha. Lắm lúc nói nó cũng không có trơn tru như những anh em mà chuyên review xe, nên nó cũng không có hay. Mọi người cũng đừng có cười nha. Mình chỉ quán mình là chủ mô tô Văn Nga 79, mình làm để cho cái kênh nó rộng rãi, để những khách hàng thân thuộc của mình tiện quan tâm. Chứ còn cũng không có nói mà nói quá vấn đề, nói để cho hay mọi thứ mình cũng không có nói như vậy được. Đó. Nên anh em xem cũng đừng có mất cười nha. Rồi, để mình nói luôn, với một chiếc xe như thế này, CB400, CB4400 215 phiên bản đặc biệt. Đó, thì nghe cũng thích đó nha. Khi phiên bản đặc biệt thì nó không có nhiều đâu. Giá của chiếc CB này giá 315 triệu. Giá 315 triệu nha mọi người. Một cái giá cho một chiếc CB phiên bản đặc biệt 215 nhập khẩu hải quan chính ngạch nha, không phải xe thanh lý nha. Nhập khẩu hải quan chính ngạch nên sang tên toàn lãnh thổ Việt Nam, nhanh lẹ hết, không có khó khăn gì. Mà cửa hàng bán ra, cửa hàng bán ra thì mọi vấn đề đó thì không có lo đâu mọi người. 315 triệu cho chiếc CB 215 phiên bản đặc biệt nha. Mình bổ sung cho mọi người như vậy đó. Nhớ nha, phiên bản đặc biệt ABS, chứ không đừng có so rằng sao chiếc đó chiếc kia đời 215 mà lại có giá chưa tới 300. Thì nhiều khi những chiếc đó nó không ABS, hoặc là những chiếc xe nó đi nhiều nhưng mà dưới 300 thì bữa nay 215 cũng ít có đó. Hoặc nhiều khi xe đăng ký biển số tỉnh mới đóng thuế 1% thôi, chưa đóng đủ 5%, thì nhiều khi có thể nó rẻ nhau tí xíu, chứ nó không có được rẻ nhau nhiều đâu. Với những chiếc xe như thế này nó không được rẻ nhau nhiều đâu. Thì mình nói luôn này, 215 xe biển số thành phố Hồ Chí Minh đã đóng đủ thuế 500, nên mình khi mình nhập về tỉnh khác, bất kể tỉnh nào trong lãnh thổ Việt Nam, mình chỉ đóng thuế thêm 1% thôi. Còn tiền biển số là tốn mấy chục ngàn, chứ không có tốn tiền mà mấy triệu như ở tỉnh mà nhập lên thành phố đâu nha mọi người. Nên hãy quan tâm cái đó. Về lỡ mà có sang tên ở tỉnh, có ai mà đòi nhiều tiền 3-4 triệu tiền biển số thì không có đâu. Nó chỉ tốn mấy chục ngàn tùy theo nơi lấy phí thấp cao tí xíu thôi, mấy chục ngàn đến 100 ngàn thôi. Tại cái phí làm cái biển số nó vậy đó, nhiều lắm là 100 mấy, nó xoay quanh vậy thôi. Mình không dám chắc đây nó là chính xác nó là bao nhiêu, nhưng mà nó không có nhiều đâu, mấy chục ngàn đến 100 ngàn, có chỗ mắc lắm 100 mấy. Và đó là tiền biển số khi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra những tỉnh khác. Rồi còn ví dụ như anh em mà chơi mà thường hay đổi xe đó, thì không cần sang tên, giữ biển số thành phố Hồ Chí Minh vậy nó cũng được. Thì cũng không cần tốn những cái chi phí sang tên đó. Chơi mà thường hay đổi nó là như vậy. Một chiếc xe như vậy, xe mới hiện giờ là 400. Đời 28 nha, đời 220 bây giờ nha, 219, 220 là hiện giờ là 480 triệu.
mà không có xe đâu, không có xe đâu mọi người. Tại nhập về lúc này mùa dịch này nhập về rất là khó khăn, chứ không có nhập mà dễ như đợt trước. Nên ai mua phải đặt trước, mà có khi 5-6 tháng mới có xe hoặc 3-4 tháng mới có xe, chứ không có nhiều đâu. Và thì về cơ bản máy móc nó giống nhau hết, hình thể nó cũng giống nhau, nó chỉ bổ sung khác một vài điểm thôi. Xe đời mới giờ thì cái đàn này đàn led bi, chiếc cable này nó nhỏ và nó dài hơn một tí xíu thôi, chứ nó cũng không có khác nhau nhiều đó. Và nó chỉ vài điểm thôi, còn về cơ bản máy móc thì nó cũng giống nhau hết thôi à. Nhưng mà dạ. Rồi lát nữa mình sẽ review thêm một chiếc xe mà cũng trong series CB luôn. Mọi người hãy đón xem nha. Một trong cái series CB, nhưng CB 750 thập niên 80 đó. Xe đã đầu 1980 nè. Chiếc xe CB 750 dòng series luôn. Series CB luôn, 750 Custom. Mà được dọn một chiếc xe dữ ấy lắm. Rồi mình nhá qua tí thôi nha. Rồi có gì lát nữa mình sẽ làm riêng một cái clip về chiếc đó. Rồi không còn nói gì thêm, thì mình cũng xin nói với mọi người cái cuối nữa là giá 315 triệu, giấy tờ hải quan chính ngạch sang tên toàn quốc, cam kết xe không đâm đụng té ngã, không lỗi gì hết. Quý khách hàng mua xe của mình mà lỗi mà không dự ý, hãy trả lại cho mình, hãy trả lại. Và quý khách hàng không bao giờ lỗ 50 xu khi chiếc xe không dự ý. Đó là cam kết. Còn quý khách hàng, anh em, bạn bè nếu có ủng hộ thì có hai số điện thoại ở trên cái góc của cái màn hình YouTube, 0933891954 và 0902319854. Địa chỉ là 335 An Dương Vương, phường là quận Bình Tân, Mô Tô Văn Nga 79. Anh em nào mà tìm mà không thấy địa chỉ, hãy cứ vô vào Google Map bấm Mô Tô Văn Nga 79 là nó cắm mốc chỉ đường là sẽ đúng ngay thôi. Có trang Facebook cá nhân nữa là Nga Lê Văn. Trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn nha. Anh em nào mà chưa đủ tin tưởng để giao dịch, nhiều lúc không tiện đến thành phố Hồ Chí Minh hay là không tiện qua gần á, thì cứ vào trang Facebook của mình, có thể rằng là yên tâm hơn tí nữa. Nga Lê Văn, Facebook Nga Lê Văn. Trên các diễn đàn thì mình bán cũng tương đối cũng nhiều, và anh em cũng rất là yêu quý. Và thật sự Văn Nga cũng rất là cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua, và đã rất là yêu quý và tin tưởng Văn Nga. Thì Văn Nga cũng đang Mô Tô Văn Nga cũng đang cố gắng phát huy những gì mà quý khách hàng đã tin tưởng. Thì một khi quý khách hàng đã bỏ ra mấy trăm triệu mua một chiếc xe, thì chắc chắn không ai muốn mua về một cái đồ mà mình bị hớ, một cái xe nó bị lỗi, một cái giấy tờ nó trục trặc. Chắc chắn là quý khách hàng không ai muốn, kể cả bản thân mình, khi mình đi mua cái gì mà chiếc xe mình cũng đã quan tâm như vậy. Nên Nga cố gắng phục vụ những cái gì mà quý khách hàng đã tin tưởng. Rồi thôi thì cũng xin chào mọi người. Nếu quý khách hàng, anh em, bạn bè mà theo dõi mà cảm thấy đáng để quan tâm, đáng để xem, có ủng hộ thì đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe đẹp hàng ngày, hàng tuần nha. Hàng ngày, nói chung hàng tuần thì về nhiều á, nhưng mà có khi 2-3 ngày mới làm clip một lần chứ không, nhiều lúc bận quá. Rồi xin chào mọi người.